hiệu trưởng, bí thư chi bộ tổ dân phố Đại Xuân. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bà, các mẹ, các chị, thực hiện kế hoạch số 30 ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bãi Vông về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024, 14 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2010, 20 tháng 10 năm 2024. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bãi Vông và cấp ủy chi bộ tổ dân phố Đại Xuân, hôm nay Ban Chấp hành chi bộ phụ nữ phường Đại Xuân tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu bóng chuyển hơi kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024, 14 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2010, 20 tháng 10 năm 2024. Về dự với chương trình hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bãi Vông. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nhâm Thị Phương Giang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bãi Vông. Đề nghị nhân đại sau. Về phía đại biểu tổ dân phố Đại Xuân, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Bí thư chi bộ tổ dân phố Đại Xuân. Đồng chí Lê Việt Bắc, tổ trưởng tổ dân phố Đại Xuân. Đồng chí Hà Đức Toàn, trưởng ban công tác mặt trận. Trân trọng giới thiệu sự có mặt tuân thủ của các đồng chí ban chấp hành chi hội, cán bộ hội viên, vận động viên của khối liên quân phòng ban xí nghiệp nhà máy Z131 cùng toàn thể các chị em trong chi hội tổ dân phố Đại Xuân. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông báo qua chương trình đã xong. Một, ổn định tổ chức đã xong. Hai, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu đã xong. Ba, diễn văn ôn lại lịch sử ra đời và ý nghĩa ngày 20 tháng 10. Bốn, phát biểu của cấp ủy chi bộ. Năm, phát biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Sáu, giao lưu bóng chuyền. Bảy, kết thúc. Sau đây tôi xin thay mặt ban chấp hành trình bày diễn văn của ngày diễn văn ngày ra đời, kỷ niệm ngày ra đời 20 tháng 10 năm 1930. Ta bảo các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam như bà Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai. Từ năm 1927, nhiều tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như Công hội đỏ, Ngân hội đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề, và đề ra nhiệm vụ Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đặt ra phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng như Công hội, Nông hội và các thành lập các tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Tháng 10 năm 1930, hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đảng ra án nghị quyết của Trung ương toàn thể hội nghị về phụ nữ vận động, trong đó nhấn mạnh muốn thô phục cho phụ nữ hết thảy các thành phần từ phụ nữ thì ngoài sự cộng tác trong phụ nữ công nông ra, Đảng còn phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ như phụ nữ hiệp hội, mục đích để mưu quyền lợi cho các hạng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại tiếp tục khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Các tầng lớp phụ nữ luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ tài năng để tìm tiêu biểu những công hiến xuất sắc trong lãnh đạo quản lý. Vui quá, như vừa rồi thì trưởng Đại Xuân cũng ra mặt với gia đình nên không chuẩn bị kịp. Thực ra là cái phong trào văn nghệ của chi hội phụ nữ tổ quốc cũng rất mạnh. Vừa rồi cũng biểu diễn nhiều khu vực trên phường cũng như là trong ở thành phố là nhiều khu vực hay lắm.
Thế thì tôi cũng mong các đồng chí phụ nữ ở đơn vị bạn để chúng ta diễn hát cái thưởng thức cái văn nghệ của chị hội phụ nữ Đại Xuân sau. Nhiều kết quả khác nhau sau các cuộc họp từ giai đoạn lịch sử đã được cả mà bao gồm giao bàn thắng bàn đối với phụ nữ chúng ta, đó là anh hùng bất khuất trung hậu an toàn cùng lắm đáng người chống giặc ngoại xâm kiên cường bất khuất là những người cần cù sáng tạo thông minh giữ gìn phát huy giá trị văn hóa của dân tộc bình đẳng giới giữ gìn hạnh phúc gia đình trong đó bảo vệ trẻ em. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, Chi hội phụ nữ tổ dân phố Đại Xuân luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bái Vông. Về dự với chương trình hôm nay có đồng chí Nhâm Thị Phương Giang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bái Vông. Sau đây xin kính mời đồng chí Nhâm Thị Phương Giang lên có đôi lời phát biểu. Ban mặt trận tổ dân phố Đại Xuân kính thưa các bà, các mẹ, các chị có mặt tại buổi giao lưu ngày hôm nay. Trong không khí phấn khởi cả nước tự hào chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024 và 14 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2010, 20 tháng 10 năm 2024. Hôm nay tổ dân phố Đại Xuân cùng với tổ chức chương trình giao lưu bóng truyền hơi cùng với lễ cùng sáng tạo cho lao động là phương vững chắc cho tiền tuyến, họ là những người nhìn xa đón hỏi phát huy những giá trị của các dân tộc, họ là những người sản sinh những thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng phát huy truyền thống Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang bước vào công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hiện phụ nữ Việt Nam đã xây dựng phong trào thi đua xây dựng được Việt Nam thời đại mới có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bóng không quan lưới. Thank you.
căng như dây đàn, kéo nhau từng điểm một.
Đấy đây, đánh đây. Cố mãi sẽ lên. Đấy, hô cố lên là lên ngay. Hey, hey.
chiến. Chưa phát là máu nữa. Chưa gần nữa. Rất sắc này. Được đúng quả đẹp. Ông đó.
Rồi, rồi bà. Rồi đi bà. Liên quân cố lên. Đây rồi.
Liên quân cố lên. Rồi. Chắc thứ hai, Đại Xuân lại thắng với 21-19.